Thôi thành dạ ba lớp vậy đó, cái đủ đủ đoàn mình rồi. Đẹp quá trời đẹp. Cái bóng rọi xuống. Dạ, bóng rọi xuống đẹp. Thì bạn ngồi dồn dồn qua đây nha. À, ngồi dồn đây để sinh hoạt chung đi, bệnh viện phần nửa bên kia cho mấy cái đoàn khác cho tới người ta thăm thôi. Dạ. Chủ tài quán giới thiệu về cái di tích ở chỗ này chút xíu nha. Thì giờ cái đoàn mình thì giờ cũng nhiều đó, nhưng mà lại nhiều chương trình quá, thành ra đáng lẽ phải có một buổi để đi vòng 7 cái chỗ mà của trong đạo tràng này, là mà sau khi Đức Phật thành đạo đó thì họ ghi đó là tầng thứ nhất, tầng thứ nhì, tầng thứ nhì là có một số gì nãy lên đang ngắm thì vừa mình kể đó là từ thứ nhì là đứng ngày đứng ngắm cái cây bồ đề 7 ngày không chớp mắt để cảm ơn cây bồ đề. Rồi tuần lễ thứ ba là đáng lẽ mình phải đi đấy, nhưng mà bây giờ đông lắm, thì cái chỗ mình hay tụng kinh kế cây bồ đề đó sẽ có mấy cái tảng đá mà đang chân đằng sau đó, thì đi ngang mình thấy mình cũng có đi ngang đó, đi vòng vòng đó, thì chỗ đó là tuần lễ thứ ba là Đức Phật đi kinh hành, là đây trong sử ghi sao thì tôi bán có đọc rồi đọc lại, và các mấy vị chư thiên mới hỏi ngài chứng đạo, ngài phải tỏ ra làm sao để tụi tôi tin, thì Đức Phật mới dùng cái quay nghi của người đi thôi, đi tới đi lui, rồi bây giờ họ làm cái bông sen đó, ngài đi kinh hành, nó đi kinh hành mà mấy ông chư thiên dòm thấy cái mấy chứng đạo rồi. Thành ra cái đoàn mình ráng đi sao giống vậy. Đó là tuần lễ thứ ba, tuần lễ thứ tư thì nó phía bên kia nữa, thì cô cũng có cái gì cái lô nhỏ nhỏ để thờ đó, thì là khi mà Đức Phật ở đó ngày phát hào quang 5 màu đó, thì sau này mình thấy đó. Rồi tuần lễ thứ năm là ngay cái cổng vô có cái mấy nãy mấy vị sư đương và có cái trụ đó. Dạ. Thì ngắn gọn là cái mấy cái đó thì để thầy giải thích, nhưng mà thầy vẫn chỉ nói cái chỗ là Đức Phật ở đó, đó thì có một vị hỏi Đức Phật thế nào là Bà La Môn, tại vì ở bên Ấn Độ này nó giai cấp, cái ai sinh ra trong giai cấp Bà La Môn thì mới là Bà La Môn, ai giai cấp hạ tiện là hạ tiện vậy đó, nó có 4 giai cấp. Thì Đức Phật mới nói là cái người mà xứng đáng là Bà La Môn đó là do cái đức hạnh chứ không phải là do cái sanh ra, trong đó có ghi bằng tiếng Anh đó. Đó thì từ văn vị tóm tắt cái chỗ thôi nghe, còn cái giảng giải đó thì để quý thầy cô. Dạ. Rồi từng lễ thứ mấy rồi? Thứ năm rồi, tức là thứ sáu rồi đây. À, thứ năm là nói về ngày mà thế nào là Bà La Môn đó. Yeah. Rồi thứ sáu là chỗ này nè, thì Đức Phật mới ngồi cạnh cái bờ hồ để ngồi thiền, thì đêm đó mưa gió, có một con rắn ở trong cái sử ghi vậy đó, rắn nó quấn xung quanh dùng đầu che cho Đức Phật đi trong cơn mưa gió giông bão. Thì thành ra bây giờ mình thấy cái tượng mà đó thì đặt ở giữa cho đẹp. Rồi thành ra thì có cô hỏi là hồi đó Đức Phật ra ngồi giữa hồ á, rồi có tranh cãi, có người nói không phải, có người nói phải, nhưng mà tôi quán nghĩ là ngày không, lúc đó không có cái thuyền, chắc ngài phải lội ra sao, mà ngài đâu có xích thích xài thần thông đâu. Ở đây thì cái câu chuyện của mình thấy người ta làm cái tượng để giữa cho đẹp chứ không phải là ngồi ngay đó. Đó thì từng lễ thứ 6 là từng lễ thứ 7 thì ngài trở về cái chỗ mà mình đi ra đó, bởi mấy cái tuần này đó chỉ nhờ cái bản thôi, nhưng mà nó ít quan trọng. Cái này là quý vị nào mà mai mốt đi Myanmar thì phải để ý cái này, là chỗ đó Đức Phật ngồi đó thì có hai ông thương buôn đi ngang, rồi hai ông mới cúng dường bánh đó, còn ghi đó,
bánh với mật ong. Hồi đó mật ong quý lắm nha, cúng dường vậy là sang lắm á. Thì Đức Phật mới nhổ cho mấy sợi tóc. Mà mấy sợi tóc đó bây giờ đem qua Biên Văn Ma đó, người ta thờ mà thành ra một cái đền thờ bằng vàng. Nó cũng lớn, nó bằng Bồ Đề Đạo Tràng này vậy đó, lộng lẫy mà đông người như vậy. Đó thì bảy tuần. Và sau cái ngày thành đạo đó thì mỗi một chỗ đều có đánh dấu như vậy. Nhưng mà thầy quán thích nhất là tuần lễ thứ bảy, tại mình đi qua Biên Văn Ma đó. Còn mà mình vô cái đền thờ đó rồi, mình biết cái chỗ này nó mới quý. Còn không thì mình chỉ nghe câu chuyện phong phanh không à. Đó, thành ra có đầu thì có đuôi thì nó hay hơn. Đó, thì con chỉ nói về cái mấy cái địa điểm thầy có. Cái chuyện mà cái Phật nhìn không chớp mắt, thì nhiều khi mình bị cái từ ngữ đó nó làm cho mình nhiều khi mình lòng. Thực ra sự sống thì nó không bao giờ dừng lại, và cho nên con mắt không có thể là không chớp, mà không chớp mắt đây đó là cái ý nghĩa là mình luôn luôn là mình nhìn và mình chú tâm vào đó, cho nên nó gọi là không chớp mắt. Chứ không phải là mình nhìn mình sững đó rồi không chớp mắt. Một tuần lễ mà không chớp mắt nữa thì chắc là ngủm cụ đeo. Thấy không? Cho nên thường thì mình nói là tôi nhìn cái đó không có chớp mắt, đó là một sự chú tâm, hoặc là quan trọng vấn đề đó để mình cố mình nhìn. Thì thành ra nó gọi là một cái từ mà mình dịch ra thì mình theo cái từ ngữ của mình thì mình nói vậy, không chớp mắt chứ không phải là một tuần lễ không chớp mắt nha quý vị nhé. Dạ, thì thành ra rồi nói là thiền định ngồi 49 ngày, mà trong khi đó 49 ngày đó là có 7 chỗ, thì 7 chỗ là mỗi nơi một tuần lễ. Như vậy thì để chứng tỏ rằng Đức Phật đã thành Phật rồi, giác ngộ rồi, thì Ngài mới ngồi mỗi nơi 7 ngày để quan sát, để làm cái như lịch sử nói. Và còn nếu không, mình thấy rằng lịch sử ghi 7 chỗ mà mình nói là ngồi 49 ngày. Như vậy thì 49 ngày Đức Phật ở cái khu vực cội Bồ Đề đó, thì mình lại nghĩ rằng ngồi 49 ngày ở dưới cội Bồ Đề, dưới cội Bồ Đề 49 ngày, thì nhiều khi mình từ ngữ mình lầm, dễ lầm. Cho nên hiểu chứ đúng thì mình mới khập tu. Cho nên vì vậy bây giờ mình tu là đa phần cố gắng ngồi thiền cho nhiều. Tại vì nghe nói ngồi 49 ngày thành Phật thì thôi bây giờ mình ráng ngồi làm sao ít nhất cũng được, không 49 ngày thì cũng được một ngày thôi, mà một ngày hay là 7-8 tiếng đồng hồ, thì đó là mình, đó là gì, đó là một sự nỗ lực cố gắng của cái ý chí. Mà của ý chí thì nó, thưa quý vị, ý chí là của ai? Của cái tôi của mình, tức là mình tự tạo ra một cái lý trí, một cái bản ngã để mình thực hiện, để mình mong mình đạt được. Trong khi đạo là một cái rất là bình thường. Bình thường thì Đức Phật khi ngày vì vậy mà Đức Phật khi giác ngộ, sau khi bỏ cái chuyện mà tu khổ hạnh rồi đó, thì ngày giác ngộ được cái lẽ thật. Thì lúc đó thì trong kinh Kim Cang nói đó là ngày Phật dẫn là ôm mình bát đi khất thực về, rồi thọ trang xong rồi rửa bát rồi cải tòa cụ rồi ngồi nói pháp cho chư tăng. Thì như vậy đó là gì? Đó là một đời sống rất bình thường. Mà bình thường thì như vậy mới gọi là bình thường, trong sự gọi là bình thường tâm là đạo. Như vậy đạo là cái tâm bình thường. Tâm bình thường đó là biết ăn, biết đi, biết đứng, biết làm mọi thứ, mọi sinh hoạt tự nhiên của nó. Cho nên đạo là một cái gì đó giản dị, tự nhiên và vô tâm, chứ không phải là một cái nỗ lực cố gắng để mình đạt được, để mình trở thành người mình vẫn gọi cho nó là đạo. Cho nên đạo là một sự trở về lại với trả lại mình, trở về lại với cái sự sống bình thường, giản dị, tự nhiên và vô tâm, chứ không có gì hết. Như vậy thì bình thường, giản dị, tự nhiên, vô tâm thì lúc đó mình như thế nào, mình cảm nhận là như thế đó. Khi mình đi, mình đứng, mình ăn uống, mình làm việc, thì mọi việc mình đều luôn luôn là trọn vẹn, rỗng lặng, trong sáng và rõ biết đó. Thì
ngay nơi đó mình sẽ thấy ra cái bản thể chân thật của mình, chứ không có gì khỏi. Còn mình cứ đem một cái ý chí để mình nỗ lực, để mình cố gắng, một cái ý đồ để mình đạt được, thì cái đó nó tạo cho mình căng thẳng và xung đột trong đời sống của mình. Xung đột, và ví dụ như bây giờ mình nói rằng tôi phải ngồi để cho tâm tôi được yên lại, vọng tưởng được chấm dứt hết, thì lúc đó là mình ngồi thiền với một cái tâm xung đột. Xung đột bởi vì ngọn lá cái nó dấy lên, dấy lên rồi mình bực bội, mình khó chịu. Tại sao ngồi thiền mà nó không có chịu, không có chịu yên, làm sao nó yên được? Nó yên là khi thái độ mình yên thì tự động những cái đó nó yên. Cũng như hồi trưa với thầy nói đó, là khi mình sống mình để cho nó giản dị, nó tự nhiên và vô tâm á, thì cái sự ghi nhận, cái mắt mình thấy sắc thì nó ghi nhận lại cái sắc đó. Nhưng mà khi nó ghi nhận lại đó, nó không phải là một sự cố ý ghi nhận của cái bản ngã. Cho nên rồi cần nhớ thì nó liền nhớ lại, thì hỏi tới thì người ta liền nhớ lại cho nó dễ dàng. Và khi mình trong đời sống mình cũng vậy, cái gì mình làm ở đâu, mình để ở đâu một cách mình rõ biết, rõ ràng, thường biết nhất, biết rõ nó vậy đó, mà không có bị che mờ bởi quan niệm, bởi khái niệm, bởi gì hết đó, thì nó tự nó ghi vô, nó tự ghi nhận vô, rồi mình không thèm cố nhớ, nhưng mà rồi đến lúc mình cần nhớ thì mình nhớ lại, và ai nói thì mình nhớ lại. Còn khi mà mình cố cái này, mình cố nhớ, nhớ để theo cái ý đồ của mình như thế nào đó, mình cứ nhớ, nhớ, nhớ hết. Nhớ cái này thì mới mốt cái kia, mình cố mình nhớ thì cái khác mình quên. Nói vậy thôi chứ. Dạ. Yeah. Yeah. Thì đại khái là để cho quý Phật tử cảm nhận chút xíu. Và như vậy thì bây giờ là chúng ta gì? Không cần phải nghe Pháp nữa, mà hãy để cho Pháp nói. Phải học Pháp thiết cho mình nghe. Chứ bây giờ không cần thầy thiết nữa. Dạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.